Cái món này thì vừa có thể ăn chơi, vừa có thể ăn cơm được. Đêm mà đói thì dậy làm 3 miếng này và một bát cơm là xong. Chào mọi người nhá. Cái thịt heo nướng Bắc Hoa này thì nổi tiếng trên TikTok cũng lâu rồi, nhưng mà thật sự là đợt này mình mới ăn thử. Nói chung là mình thấy rất nhiều người khen thì chắc là nó cũng ngon thôi. Ok, và cái ấn tượng đầu tiên của mình khi nhận hàng đấy là nó rất nhiều vị. Vị mật ong này, vị Tây Bắc này, vị siêu cay này, vị tê cay, vị trứng muối, trời quá trời vị luôn. Ăn thử cái vị trứng muối xem nó như nào. Cái mùi của nó hơi giống mùi salami nhưng mà có thêm một chút mùi trứng muối. Xin mời mọi người. Nó ngon thật. Tiếp theo thì mình sẽ ăn thử vị siêu cay để xem cay nhất của cái món này nó sẽ cay đến đâu. Gói siêu cay này cay cỡ chắc khoảng bị cay cấp 0,5 hoặc là cấp 1 gì đấy. Ok, đầu tiên là cái mùi của thịt heo nướng Bắc Hoa này mình thấy nó có mùi hơi giống salami. Nó sẽ là mùi kiểu như mùi salami cộng với cả mùi của cái vị của gói đấy. Ví dụ như là vị mật ong thì nó sẽ là mùi của salami cộng thêm mùi của mật ong. Hoặc là vị trứng muối thì sẽ là mùi của salami cộng trứng muối. Khi ăn thì nó sẽ hơi dai dai giòn giòn, kiểu như lạp xưởng ấy, hoặc là salami mốc, hoặc là xúc xích khô ấy, kiểu kiểu như vậy. Về vị của nó ấy, thì mình thấy cái vị ngọt và vị mặn người ta nêm ướp rất là vừa ăn. Nó sẽ hơi ngọt ngọt kiểu như kho quẹt ấy. Và cái vị của nó thì mình thấy ăn chơi cũng được, mà nó ăn cơm cũng được luôn. Ok, và tóm lại thì mình thấy là cũng thơm ngon, đáng để trải nghiệm.